người hắn mà phục yêu phá tan ngũ hành tung hoành một cõi nhân trần tương danh hậu ca dân chúng truyền ngàn đời đầy tai ương và nguy nan vẫn không nề hà dù đường phía trước còn xa phấn thân thành trăm lần yêu mà không đường thoát trong tay đầy phép tiên vốn uy phong thần thông vút cao mây ngàn khi phanh ấy ngất trời đầy oai danh văn xa qua năm tháng khi nguy luôn cần hầu ca khi khó khăn luôn mong gặp người qua bao trận cuồn phong bão giông nguyện trừ gian diệt ác cho đời theo bước chân của Phật từ bi theo lối đi Tây Thiên nghiền trùng sông sâu núi cao không lo gian khó vì đã có